Qua video này mình muốn nhắn nhủ tới mọi người, những ai muốn học lại tiếng Anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì mình khuyên các bạn nên mua cuốn sách này. Nó giúp các bạn có một lượng tư vấn cơ bản để có thể học nâng cao sau này. Nó giúp các bạn rèn luyện cách phát âm, giúp các bạn nghe tốt hơn. Xin chào mọi người, mình tên là Ngô Đức Quý, hiện tại mình 19 tuổi và đang là sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây mình là một đứa học rất là tệ tiếng Anh, hầu như điểm tiếng Anh hồi cấp 3 của mình chỉ toàn 4,5 điểm. Hồi đó mình chưa nhận thức được cái tầm quan trọng của tiếng Anh, chưa biết được nó ảnh hưởng đến cái chuyên ngành của mình sau này nên là điểm của mình khá là tệ. Sau quá trình tìm hiểu trên mạng và được bạn bè giới thiệu thì mình biết đến cuốn sách Hát Nào 1554 và mình mua và học thử để nâng cao cái khả năng tư vấn của mình. Cuốn sách này cũng có khá nhiều hình ảnh. Mình thì là một đứa rất lười đọc chữ nên là cuốn sách này giúp mình có hứng thú hơn với việc học. Thường mình sẽ dành ra hai khoảng thời gian để học tiếng Anh trong ngày. Thứ nhất là buổi sáng sớm trước khi đi học mình học một unit, và thứ hai là sau khi buổi tối về mình học thêm một unit nữa. Thì mỗi ngày mình học trung bình khoảng 2 unit. Đối với mình có những phương pháp trong cuốn sách này mình thấy rất là ấn tượng, ví dụ như là âm thanh tương tự trường chiêm. Âm thanh tương tự nó giúp mình mường tượng ra cách phát âm của cái từ tiếng Anh thông qua dịch, thông qua tiếng Việt, từ đó mình nhớ cách phát âm tốt hơn. Ngoài những phương pháp hay ra thì mình còn nhận được một cái app. App này giúp mình rèn luyện tiếng Anh theo chiều Anh Việt, theo chiều Việt Anh, phát âm nghe giúp mình học cách phát âm sao cho chuẩn nhất. Có cái app này thì mình có thể chủ động thời gian mọi lúc mọi nơi để rèn luyện tư vấn tiếng Anh của mình. Sau khi học xong cuốn sách này thì mình cảm thấy mình tiếp thu kiến thức lập trình tốt hơn. Mình bắt đầu hiểu các dòng code nó chạy như thế nào, các lỗi nó báo ra làm sao để có thể sửa chúng. Mình không còn phải khổ sở khi phải dùng Google dịch để dịch các tư vấn tiếng Anh của mình nhiều như trước nữa. Và hầu như cả công ty lập trình bắt buộc các nhân viên của mình phải giỏi tiếng Anh. Vì vậy, việc đầu tư một cuốn sách như này sẽ giúp mình có một nền tảng cơ bản để học tiếng Anh nâng cao hơn và từ đó giúp mình học tốt việc lập trình. Và mình thấy việc đầu tư một cuốn sách như này là rất đúng đắn và xứng đáng. Qua video này mình muốn nhắn nhủ tới mọi người, những ai muốn học lại tiếng Anh nhưng không biết bắt đầu từ đâu thì mình khuyên các bạn nên mua cuốn sách này. Nó giúp các bạn có một lượng tư vấn cơ bản để có thể học nâng cao sau này. Nó giúp các bạn rèn luyện cách phát âm, giúp các bạn nghe tốt hơn. Chúc các bạn thành công.